Wow, hello anh em nhá. Hôm nay thứ sáu, thứ tư về thứ năm là tôi nghỉ và đi du lịch ở Đà Nẵng này. Bây giờ mới về thứ sáu bắt đầu về, thì vẫn vào thẳng lịch thôi. Coi như là nghỉ hai hôm thì hôm nay là rơi vào lịch buổi pool 2, là buổi kéo 2. Thì tí tôi sẽ tập lưng, nhưng mà kiểu đang lạnh quá thì tôi cứ vào tôi đẩy một bài ngực khoảng 3-4 hiệp gì đấy, xong bắt đầu ra kéo lưng là vừa đẹp. Wow. Đẩy thì nó nóng máy. Thì hôm nay tôi cũng không cần phải đẩy quá nặng, đẩy khoảng 3 hiệp 10 thôi. Ở mức tạ vừa phải. Chắc thêm 2-10 nữa. Làm 2 hiệp này nữa xong bắt đầu chuyển sang row xong row xong lắp pull down, xong sẽ thêm khoảng mấy bài kiểu kéo cũng bài row ấy, nhưng mà mình đổi cái hướng tay ấy. Cho nó tác động nhiều sợi cơ ở lưng hơn. Xong rồi tay trước với gấp một tí bụng là vừa đẹp. Mai thì theo lịch là buổi chân hai thì cũng nhẹ, thì sẽ gá thêm một bài vai vào nữa. Vì tuần này đi du lịch cho nên là mình sẽ tự chỉnh form tập. Hôm nay đẩy vừa ngược thôi, vì hôm nay thứ sáu rồi, thứ bảy xong nghỉ thêm chủ nhật là thứ hai, mình lại tập lại vào buổi bull 1 ấy, mình phải tập một bài thôi, không cần phải quá nhiều. Yeah.
Ok, giờ sang bài râu anh em nhé. Ok, giờ sang bài đây râu anh em nhé. Rồi, sang bài đây râu. Mình vừa đẩy ngực xong để kiểu mồi ấy, mồi trước cho nó nóng. Chứ nếu mà bình thường bài này sẽ là bài đầu tiên mình. Giờ lên 40 hai hiệp, kéo được bao nhiêu cái thì kéo nhé, chứ trời lạnh này thì không quan tâm đến hiệp ấy đâu. Ôi, giờ xuống dưới tầng 1 tập lắp bún đào ấy cơ mày. Quá lạnh. Wow. À, ok anh em ơi, chuyển sang lắp bún đào, mình sẽ kéo rộng tay.
xuống tầng 1 thì kiểu cửa kia các thứ đóng. Cho nó thứ nhất là nhẹ hơn, thứ hai là nó sẽ tác động vào các sợi cơ khác ấy. Cùng một nhóm cơ mà nó sẽ có các sợi khác nữa thì mình tác động nó tốt hơn. Còn bụng thì mình cứ tập nhắc đi nhắc lại thường cứ 2 ngày hoặc là cách một buổi tập thì mình lại tập một buổi kiểu kiểu đấy. Tay trước với cả bụng nữa là xong rồi. Ok, giờ nó phải tay trước phải bụng nữa anh em nhá. Yeah.
Thế phải hôm nào phải đi cùng Fuji cho bổ túc tay lái. Đi vui à? Đi ra xong rồi ăn uống các thứ nghỉ dọc đường. Tập gì đấy Tú? Wow. Biết ngay. Thế chơi anh tí anh sắp xong rồi. Ui. Mày dính rồi. Ok. Giờ sang bài bụng anh em nhá. Ok. Giờ nốt bài ở bụng ở đây xong mai mình sẽ tập nốt bụng. Chứ hôm nay không tập thêm hai bài bụng. Vì kiểu mai mình vẫn kích thêm một tí nữa. Mình để hôm nay chỉ nhắc một tí thôi. Ừ, anh xong ạ. Các bạn tốt nghiệp xong thì chả biết làm được gì. Không mày là tốt nghiệp bao lâu rồi tốt nghiệp? Vô tổ. Định hướng nghề nghiệp rồi, đéo có, xong bảo đi nước ngoài. Tập quần thế này bao giờ không? Mày quá ấu trĩ. Anh nhờ nhau ký đi đó. Anh nào mấy cái bút mực anh đâu à? Cái bút mực ngắn tốt người đâu người ký vào không anh ạ? Anh ạ, bọn em vừa bàn bạc tập 30 giây, em đúng bàn bạc 30 giây. Cũng đi tập kìa. Xong rồi, sẵn sàng rồi đi chơi thôi. Thế á? Hay quá nhờ? Được đấy. Thế điên rồi, à đều kịp. Ua. Ôi, nghỉ ngơi của quê anh em ơi. Ừ.